Với chủ đề đảm bảo cấp nước sạch an toàn thích ứng với biến đổi khí hậu, ngày 3 tháng 5, Ủy ban Nhân dân tỉnh Thái Nguyên phát động hưởng ứng Tuần lễ Quốc gia nước sạch và vệ sinh môi trường năm 2024. Lễ hưởng ứng nhằm thay đổi nhận thức trong quản lý công trình cấp nước, sử dụng nước sạch, góp phần tạo điều kiện sống tốt hơn cho người dân nông thôn. Qua đó đóng góp vào kết quả 10 năm triển khai thực hiện chương trình Mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới của tỉnh Thái Nguyên. Tuần lễ Quốc gia nước sạch và vệ sinh môi trường do Thủ tướng Chính phủ phát động từ năm 1998, được các đơn vị trung ương và địa phương tích cực hưởng ứng, đạt những kết quả đáng khích lệ về cấp nước và vệ sinh, góp phần làm thay đổi chất lượng, điều kiện sống của người dân nông thôn. Với mục tiêu nâng tỷ lệ người dân nông thôn được sử dụng nước sinh hoạt hợp vệ sinh lên 98% và 80% tỷ lệ hộ nông dân được sử dụng nước sạch đạt quy chuẩn, lãnh đạo Ủy ban Nhân dân tỉnh Thái Nguyên đề nghị cấp ủy, chính quyền các cấp xây dựng kế hoạch cấp nước an toàn dài hạn, tổ chức theo dõi trữ lượng và chất lượng nguồn nước, có kế hoạch phân phối nước cụ thể cho từng giai đoạn và điều chỉnh hợp lý khi nguồn nước bị thiếu hụt, thực hiện công tác khắc phục hạn hán và thiếu nước. Đối với cấp ủy, chính quyền các cấp, thực hiện đầy đủ các nội dung theo chỉ đạo của Ủy ban Nhân dân tỉnh về tăng cường công tác quản lý vận hành các công trình cấp nước nông thôn, xây dựng kế hoạch cấp nước an toàn trong dài hạn, tổ chức theo dõi trữ lượng và chất lượng nguồn nước, có kế hoạch phân phối nước cụ thể cho từng giai đoạn và điều chỉnh hợp lý khi nguồn nước bị thiếu hụt và thực hiện công tác khắc phục hạn hán thiếu nước, chấn chỉnh các hoạt động dịch vụ cấp nước tự phát, xử lý nghiêm các hành vi lợi dụng điều kiện thiếu nước sinh hoạt để trục lợi thông qua cấp nước sinh hoạt với giá cao. Tuần lễ Quốc gia nước sạch và vệ sinh môi trường được tổ chức trên địa bàn tỉnh với nhiều hoạt động như triển khai chiến dịch cao điểm về tuyên truyền vận động, phổ biến kiến thức trên các phương tiện thông tin đại chúng, treo biểu ngữ, áp phích, phát tài liệu, tờ rơi để nâng cao nhận thức, thay đổi hành vi của cộng đồng về sử dụng nước sạch và giữ gìn vệ sinh môi trường. Nhân dịp này, Ủy ban Nhân dân tỉnh Thái Nguyên tặng trường Trung học phổ thông Tức Chanh một máy lọc nước, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Thái Nguyên hỗ trợ 100 triệu đồng cho hai gia đình có hoàn cảnh khó khăn tại xã Tức Chanh, huyện Phú Lương xây nhà ở.